Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 13 tháng 4, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Sau khi công bố thư mời sự kiện ra mắt thì ông Hasdev, CEO của Realme đã đăng tải hình ảnh trên tay chiếc Realme 3 Pro trên Twitter của mình. Bức ảnh cho thấy chiếc Realme 3 Pro đang chơi tựa game Fortnite nổi tiếng, yêu cầu thông số cấu hình cực mạnh trên smartphone. Bên cạnh đó, Redmi Note 7 Pro, đối thủ ở phân khúc cùng thiết bị của Realme. Tuy nhiên, màn hình của Redmi Note 7 Pro lại hiện thông báo không thể khởi động được trò chơi. Theo ông Hasdev, nhiều mẫu smartphone có tên gọi Pro trên thị trường hiện nay không có khả năng chơi mượt mà tựa game nặng như là Fortnite. Ngoài ra, hình ảnh còn xác nhận Realme 3 Pro sẽ có màn hình dạng giọt nước. Rất có thể mẫu máy này sẽ được trang bị bộ vi xử lý hàng đầu Snapdragon 855, bởi hiện tại Fortnite mới chỉ hỗ trợ hai dòng chip duy nhất hiện nay là Snapdragon 855 và Kirin 980. Realme 3 Pro sẽ được ra mắt vào ngày 22 tháng 4 trong một sự kiện diễn ra tại Ấn Độ. Trong thời gian gần đây thì ít nhất 2 lần Xiaomi đã úp mở về chiếc smartphone màn hình gập sắp tới của công ty. Trong ngày phát hành của sản phẩm này vẫn chưa tiết lộ được gì thì mới đây nhất, dò dỉ cho thấy Mi Mix 4 sẽ là smartphone màn hình gập tiếp theo của Xiaomi. 4 chiếc smartphone cao cấp đã hiện diện trên website của Alipay tại Trung Quốc hôm nay, bao gồm Oppo Reno, Huawei P30, Mate X và Mix 4. Trước đó thì Xiaomi cũng đã có lần dò dỉ thông tin một cách đầy ẩn ý về sự xuất hiện của Mi Mix 4 trong tương lai. Không có bất kỳ thông tin dò dỉ cũng như gợi ý chính thức nào về ngoại hình của Mi Mix 4, nhưng thông tin từ Alipay cho thấy nó có thể sở hữu màn hình gập. Ngoài ra, một camera 60 megapixel cũng có thể được trang bị cho thiết bị này. Thời gian ra mắt của sản phẩm dự kiến sẽ vào nửa cuối năm 2019. Kể từ khi ra mắt thì dòng sản phẩm Mi Mix của Xiaomi luôn đại diện cho những thứ mới mẻ và sáng tạo. Theo một số nguồn tin, giá smartphone màn hình gập của Xiaomi chỉ bằng một nửa so với Galaxy Fold của Samsung. 369.254 điểm là thang điểm thuộc top đầu thế giới Android hiện nay, chỉ kém một chút so với chiếc Xiaomi Mi 9 Transparent Edition là 372.072 điểm. Số điểm này còn vượt trội hơn hẳn Galaxy S10 Plus với 359.987 điểm. Và số điểm này không ai khác chính là của Oppo Reno 10X Zoom Edition. Điểm số này đi kèm với mức cấu hình là 6GB và 256GB bộ nhớ trong. Về các thông số còn lại thì Reno 10X Zoom Edition có độ phân giải màn hình là 2340x1080 pixel với tỷ lệ màn hình là 19.5:9, đi kèm với kính cực lực Gorilla Glass 6, con chip Snapdragon 855, đồ họa Adreno 640 tích hợp, pin dung lượng là 4065 mAh cùng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Vogue 3.0. Máy sở hữu camera dạng pop-up độc đáo được ví như là vây cá mập với độ phân giải 16MP, cảm biến vân tay trong màn hình. Hệ thống camera ở mặt sau của Reno 10X Zoom Edition rất ấn tượng với cảm biến chính đi kèm với độ phân giải là 48MP và khoảng độ là f1.7. Camera góc rộng với 8MP khoảng độ f2.2 và cảm biến tiềm vọng 13MP với khoảng độ là f3.0. Có khả năng zoom quang lên tới 10x không bị mất chi tiết. Oppo Reno 10X Zoom vận hành trên nền tảng Android 9.0 Pie và giao diện ColorOS 6.0. Với thang điểm ấn tượng như vậy thì Reno 10X Edition chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm cực kỳ mượt mà và trơn tru. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.